Thùy Tiên đã đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới, làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt. Sau 20 ngày tranh tài, vào đêm nay ngày 4 tháng 12, cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thế giới đã chính thức bước vào đêm chung kết. Tại đêm chung kết, các người đẹp đã lần lượt bước qua các vòng thi dạ hội, áo tắm, thuyết trình để lần lượt chọn ra top 20, top 10 và top 5 gương mặt xuất sắc nhất. Năm nay, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc này, đã có phần thể hiện vô cùng xuất sắc. Cô liên tục lọt top đầu và trở thành một trong những mỹ nhân được dự đoán sẽ giành chiến thắng. Và quả đúng như vậy, tên Thùy Tiên đã được xướng lên trong đêm chung kết, trở thành tân Hoa hậu Hòa bình Thế giới năm 2021. Thùy Tiên đăng quang, làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt. Chúc mừng Thùy Tiên, chúc mừng Việt Nam!